của tiến sĩ Lê Văn Thư. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn những bí quyết tồn tại của người giàu. Các bạn biết rồi, người nghèo họ có đặc điểm riêng của họ và người giàu họ cũng có những bí quyết riêng của họ. Vì vậy các bạn nhớ là vì sao người giàu họ cứ mãi giàu mà người nghèo cứ mãi nghèo? Bởi vì người nghèo họ không thay đổi tính cách, họ vi phạm quá nhiều sai lầm, họ mắc nhiều sai lầm nên họ không kiếm được tiền và họ mãi mãi nghèo. Vì vậy muốn giàu thành công, muốn giàu có, bạn phải học những tính cách của người giàu. Bí quyết thứ nhất, luôn luôn nói lời chừng mực, không nói thêm bớt, không nói dối trá, không nói lời xảo quyệt, luôn luôn nói lời chừng mực, nói có cân đông, nói có suy nghĩ. Người xưa đã nói, trước khi phát biểu lời nói phải uốn lưỡi 7 lần, lời nói như tên bắn, khi đã phát ra rồi không thu hồi lại được. Các bạn hãy nhớ, và ông bà mình cũng thường nói một câu, quả tòng khẩu xuất, bệnh tòng khẩu nhập. Có nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta giới cái miệng của chúng ta, nếu con người thường bệnh hoạn là do cái những thức ăn, những lượng mà thức ăn, thức uống chúng ta đưa vào cơ thể, và những cái tai họa thường đi theo cái lời nói chúng ta đã nói với người khác. Thì các bạn hãy nhớ, luôn luôn nói lời chừng mực, nói lời nghiêm túc, và nói có suy nghĩ, có cân nhắc, và hãy uốn lưỡi 7 lần. Bí quyết thứ hai, thì chúng ta thường nghe nói thương trường là chiến trường, chiến trường là có chém giết, có sơ thối xấu xa, có thủ đoạn. Nhưng tuy nhiên, các bạn hãy nhìn cái quan cảnh của trên xã hội, cho thương trường, người nào giả dối khách hàng, người nào lừa lọc khách hàng và người nào gạt gẫm khách hàng thì thường xuyên trước sau gì cũng bị khách hàng quay lưng lại, khách hàng là không đến đến cái cửa hàng của bạn nữa. Và hãy nhớ, luôn luôn trong kinh doanh, trên thương trường, chúng ta hãy trung thật, đừng dối trá, đừng gạt gẫm, đừng lừa dối người khác, thì như thế các bạn mới tồn tại được. Sự dối trá, sự gạt gẫm, sự lừa lọc có thể giấu được trong một thời điểm nào đó, nhưng dần dần sẽ bị lộ ra, người ta sẽ biết. Các bạn hãy nhớ điều này. Và bí quyết thứ ba là của người giàu là biết cho đi, biết giờ vả và biết từ chối. Các bạn biết rồi, người giàu thì họ luôn luôn biết nhận và biết cho, họ sẵn sàng nhờ người khác giúp đỡ, họ sẵn sàng nhờ người khác trợ giúp, nhưng đồng thời họ cũng cho đi, họ giúp đỡ người khác, họ tạo mọi điều kiện thuận lợi và họ luôn luôn cho đi. Và đồng thời họ cũng biết từ chối với những cái điều kiện, có những cái yêu cầu vô lý, có những vài biết từ chối những người tiêu cực, những môi trường tích cực, những công việc biết từ chối những con người tiêu cực, môi trường tiêu cực, những cái công việc tiêu cực, vân vân. Thì đó là cái tính cách người giàu, các bạn hãy nhớ, họ biết nhận và họ biết cho đi, họ biết nhờ vả, đồng thời họ cũng biết từ chối khi những cái điều mà bất lợi, những điều tiêu cực đến với họ. Và bí quyết thứ tư là sống ở mức tối giản. Thì các bạn biết rồi, rất nhiều tấm gương trong xã hội, trong cuộc đời, nhiều người lúc còn nghèo, lúc còn hàng vi thì hà tiện hà tặng, từ lòng từ cách, họ biết là kiêm chỉ, họ biết là tích lũy, nhưng khi bắt đầu làm ra tiền bạc đủ đỉnh thì bắt đầu họ đẻ ra những nhu cầu mới, họ đẻ ra những cách chi tiêu mới, và càng ngày cái mức chi tiêu họ vượt qua mức thu nhập, thì như thế dần dần họ sẽ bị phá sản. Các bạn hãy nhớ, cho dù còn nghèo, cho dù đã giàu có, cho dù đã thành công, hãy luôn luôn sống ở mức tối giản và sống ở dưới mức thu nhập. Các bạn nhớ, muốn thành công, muốn giàu có, muốn đầu tư, muốn dư giả thì hãy nhớ luôn luôn sống dưới mức thu nhập. Rất nhiều người vi phạm bí quyết cái nguyên tắc này, là sống hơn mức thu nhập và sống cái mức mà nhu cầu quá nhiều. Và bí quyết kế tiếp, biết như không nói. Các bạn biết rồi, có những câu nói mà rất là hay, nói trước bước không qua. Đối với người giàu, họ xây dựng kế hoạch, họ xuống tiền, nhưng thường họ ít nói, họ không lên mạng, họ không lên báo chí, họ không có quảng cáo rùm beng, mà họ âm thầm lặng lẽ họ tiến hành hành động, họ lên kế hoạch, họ lên kế hoạch và đi theo sát kế hoạch thật chặt chẽ đó. Có những điều không cần thiết thì họ không bao giờ nói, họ không bao giờ phát biểu. Các bạn hãy nhớ điều này, người giàu thì có những điều mà họ biết nhưng họ không nói, chưa trường hợp người nào có yêu cầu đó, các bạn. Thì tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp là họ sẵn sàng đối với người thân, người đồng chí cốt, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, họ sẵn sàng dạy, họ sẵn sàng chia sẻ và sẵn sàng cho đi. Bí quyết kế tiếp, không tùy tiện hứa hẹn. Người ta nói rằng kẻ tiểu nhân, người hời hợt thường hay đụng chuyện gì cũng hứa, đụng điều gì cũng hứa, nhưng mà hứa rồi không làm được thì điều này người giàu không bao giờ làm chuyện đó, mà khi họ hứa cái gì là họ sẽ làm chắc cái đó, họ sẽ làm thành công, và không bao giờ họ hứa ẩu, họ hứa lèo. Các bạn hãy nhớ điều này. Và trong xã hội, cho chúng ta
quan sát rất nhiều người hứa nhưng mà không làm, hứa quá nhiều. Đây là một tính cách không phải tính cách của người giàu. Câu nói bí quyết kế tiếp, thỏ khôn có ba hang, thì các bạn biết rồi, người giàu luôn dự phòng, người giàu luôn luôn lo xa, nhân vô diễn lự tất hữu cận ngu. Đó là câu nói của Khổng Tử, có nghĩa là gì? Một người mà không biết lo xa thì tất sẽ gặp buồn gần. Và các bạn hãy nhớ, với môi trường thay đổi tốc độ chóng mặt như hiện nay thì bao giờ những cái điều bất chắc, những cái điều mà bất ngờ, bất lợi nó sẽ đến với xảy ra chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy nhớ luôn luôn chúng ta có những phương án dự phòng, và kể cả khi lên kế hoạch kinh doanh, lên kế hoạch cuộc đời, chúng ta luôn luôn vẫn có những phương án thay thế. Nếu phương án 1 chúng ta không thể tiến hành thì phương án 2, phương án 3, vân vân. Câu bí quyết thứ tiếp, giấu mình. Và các bạn hãy nhớ, cái người giàu, người thành công, họ không phê khoang, họ không phê mẻ, họ không phê tài sản, họ không phê mình khôn, không nói là mình là giỏi giang, là mình anh hùng, mà luôn luôn họ rất khiêm tốn, họ luôn luôn biết giấu mình. Đó là tính cách của người giàu. Và tính cách cuối cùng là win to win. Đối với người giàu, với người thành công chân chính thì họ luôn luôn nghĩa là hành động, kinh doanh, hợp tác thì cả hai bên cùng thắng, chứ không phải họ hợp tác một bên đối tác thì thua mà họ thắng, và bên đối tác kiếm được ít, họ kiếm được rất nhiều tiền. Các bạn hãy nhớ tránh nguyên tắc này, hãy tránh xa những cái hành động này, mà hãy nhớ trong cuộc sống, trong cuộc đời hãy theo phương án win to win, là tất cả hai bên cùng thắng. Thậm chí đôi khi người ta khuyên rằng nếu mà chia đôi, chia với nhau thì chúng ta nên chiếm 49% thôi, đối phương hãy đối phương là 51%, thì cái cuộc hợp tác nó mới bền bỉ, và như thế cuộc làm ăn này nó mới lâu dài, và đó là tình bạn nó mới lâu dài. Thì trên đây là những bí quyết tồn tại của dạng người giàu. Nếu bạn thấy video này hay và giá trị, hãy like, comment, đăng ký kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Cảm ơn các bạn.